Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với livestream của Lý Tri An, aka Tri An Violinist. Hello các bạn, trời ơi vui quá, đây là buổi học đầu tiên của chúng ta. Và bây giờ hiện tại đang là 20:42, là sớm hơn giờ học của chúng ta 3 phút lận. Để xem có bạn nào đang sẽ đến sớm vào ngày hôm nay. Wow, lượt xem bây giờ rất là nhiều, là không. Ủa? Hello Dung Tiên cô ta. Tắt cái miếng nhạc một xíu, miếng nhạc nhỏ xíu. Hello suy tình không si tình đã tham gia livestream này, hy vọng bạn đã tham gia, bạn sẽ ở lại nhé. Oh hello chiếc dù kim cương và con chim. Hello Moon Sita 2818. Hello C4MH40. Thành Nhân. Oh trời ơi, hello anh. Yeah, hôm nay nội dung của chúng ta đợi đông vui một chút rồi mình sẽ nói về cái agenda của buổi học ngày hôm nay nhé. Rồi trong lúc đó là mình sẽ đọc comment của mọi người một cách thật là rông rã để mình biết thêm được thông tin sức khỏe của mọi người như thế nào và mọi người đang có những băn khoăn gì trong cuộc sống của mình. Ok, đầu tiên với câu hỏi đầu tiên, Zenbon Sakura học nhiêu lâu để có thể đánh full bài vậy anh? Thì cái bài này thì chắc là khoảng cũng 1-2 năm gì đó. Bài Zenbon Sakura thực ra không khó, nhưng mà để đánh ra được cái hồn của nó thì rất là khó nha. Anh học Mạc Đỉnh Chi đúng không ạ? Đúng vậy, anh chính là học sinh đến từ Trung học Phổ thông Mạc Đỉnh Chi. Kẻ cấp nỗi sầu đã có một câu hỏi. Nay học bấm dây không anh ơi? Không nha. Bấm dây thì anh, kế hoạch của anh cho việc bấm dây là đến buổi thứ năm này. Nhưng mà em đừng lo, bởi vì cái buổi học ngày hôm nay cũng như là buổi học thứ tư, nó sẽ chuyên về cái việc mình luyện cái tư thế của mình à. Rồi sau mình luyện cái cách mà mình giữ đàn, cách mình cập vĩ. Có những cái cơ bản rất là nhỏ xíu nhưng mà các bạn tự học á, thì sẽ thường không để ý và dễ mắc những cái lỗi đó. Nên là các bạn hãy theo dõi buổi livestream này để chúng mình cùng nhau trao đổi những cái cách thức đúng đắn nhất để mình chơi violon một cách hoàn hảo nha các bạn. Nguyễn Quốc Thái, hello anh, hello em. Tóc còn đẹp quá vậy? Phải đẹp thôi. Tôi phải đẹp để tôi lên cái livestream này tôi dạy cho thiệt hay nè. À, bạn Sully đã có một câu hỏi là làm sao để kéo bow được thẳng vậy? Thì đó là cái mà anh sẽ rất là giải thích ở trong cái buổi thứ tư tuần này. Buổi thứ tư sẽ chuyên sâu về cầm vĩ, về việc mình sử dụng cái vĩ hơn. Thì kéo bow thẳng đó mọi người, nó rất là khó. Thì thường là Trí An thường hay nói là tập theo gương. Nhưng mà kéo bow thẳng á, thì nó cũng giống như là Trí An đi tập gym gần đây á, thì cũng sẽ cần một cái người thầy, một người hướng dẫn để giúp mình định hình lại cái form của mình. Thì violon cũng vậy, không phải là lúc nào bạn nhìn gương bạn tự tập thì nó cũng sẽ dễ dàng và tập đúng. Nên là thường là sẽ cần giảng viên. Nhưng mà không sao đâu, hy vọng là những cái buổi livestream của Trí An ngày hôm nay sẽ là một cái kim chỉ nam giúp mọi người kéo dây thẳng hơn. Thì cái việc kéo vĩ thẳng á, nó sẽ có một vài cái tips nhỏ mà chắc chắn An sẽ hướng dẫn vào thứ tư. Hoặc là trong buổi livestream này nếu mà còn thời gian cho phần Q&A thì mình sẽ giới thiệu. Nhưng mà bây giờ mình sẽ giới thiệu mấp mé một chút thôi ha. Thì kéo bow thẳng á, thì mình phải nắm được tất cả những cái tiêu chí. Mình nắm được một số cái từ khóa để mình làm việc với nhau cho dễ nè. Mình sẽ có từ khóa gọi là vị trí tiếp xúc. Vị trí tiếp xúc là gì? Tức là vị trí tiếp xúc giữa cây vĩ và cây dây đàn của mình. Thì đó là vị trí tiếp xúc nè. Đây là vị trí tiếp xúc nè. Và vị trí tiếp xúc. Ôi không, phiên live bị hạn chế với một số đối tượng khán giả. Tại sao vậy? Trời ơi. Không sao, tôi vẫn sẽ live tiếp một cách tự tin và đầy thoải mái. Vì nội dung này mình sẽ còn lưu trữ lại và mình sẽ đăng tải về sau này nữa. Ok, nè cái vĩ kéo thẳng nè. Thì cái cách để tập vĩ kéo thẳng tốt nhất á, thì nó sẽ nằm trong giáo án của Trí An vào ngày thứ tư. Thì Trí An sẽ bày cho các bạn cách mà để mình chia cây vĩ ra làm nhiều phần để luyện tập nè. Ví dụ như đây, từ đây trở xuống nè, vĩ dưới nè, từ đây trở lên nè, phần vĩ trên nè, và từ khoảng này nè là phần vĩ giữa nè. Mình sẽ chia ra làm 3 cái phần để mình luyện tập. Ví dụ như vĩ dưới nè, bây giờ nhìn full cái cánh tay của Trí An nè. Đó. Đó, mấy bạn thấy cái cánh tay nó sẽ có một cái biên độ chuyển động. Đó, nó như thế này. Thì cái đó là mình sẽ tự canh, mình luyện tập. Đó, theo gương nè. Mình tập được thẳng cái phần này. Rồi sau đó mình sẽ tập
thẳng cái phần vĩ trên nữa nha. Đó, tập cái phần vĩ trên nè. Và giữ ổn định cái vị trí tiếp xúc nè. Đó, ổn định vị trí tiếp xúc tức là cái cây vĩ của mình á, cái vĩ của mình nó dính cứng ngắc ở trên cái dây đàn của mình đúng có một điểm thôi, chứ nó không có bị trượt qua trượt lại như vậy nè. Đó. Rồi tập vĩ trên nè. Tập vĩ trên cho thẳng nè. Rồi sau đó sẽ có bài tập vĩ giữa nữa. Đây là bài tập vĩ giữa của mình nha. Đó, mình cứ chia ra làm các phần như vậy, rồi sau đó ráp lại thì bạn sẽ có một cái đường vĩ rất là thẳng nha. 2, 3, 4. Đó, như vậy đó. Và tập theo gương nữa, tập theo gương để mình quan sát bản thân mình dễ hơn. Và nếu các bạn like, yêu thích cái livestream này, yêu thích cái sự học tập này và cảm thấy là Trí An đã cho bạn được những cái kiến thức mà có thể đả cái nư của các bạn, thì hãy tặng quà cho mình nhé. Hãy ôi trời, tôi thật dụng quá. Thôi kệ, bỏ qua. Ok, đọc comment của mọi người tiếp nha. Chia sẻ lộ trình học của anh đi ạ. À, trời đất ơi, đó là cái mục tiêu của cái livestream này mà em. Ok, em cứ bình tĩnh. Buổi hôm nay chắc chắn là sẽ nói hết tất cả những cái thứ đó cho tụi mình nha. Ok, mình đọc tiếp coi. Xin bài virus đi anh ơi. Trời ơi, livestream này để tôi dạy học chứ không phải để tôi biểu diễn bà ơi. Nhưng mà không sao, từ từ đi. Sẽ có nhiều dịp mà Trí An đi diễn nhiều lắm. Và cũng sẽ có rất là nhiều dịp để Trí An chơi cái bài đó. Anh tự học violin tại nhà hả anh? Thì đúng là khoảng thời gian đầu thì Trí An tự học thiệt. Nhưng mà khoảng thời gian sau á, thì Trí An nhận ra cái việc quan trọng của mình là mình phải có một cái người giáo viên để người họ định hình cho mình chuẩn violon. Thì Trí An rất là may mắn được gặp những người giáo viên rất là có tâm và rất là nhiệt huyết. Thì mình cảm thấy là bản thân mình cải thiện hơn và mình tự tin hơn trong việc là có thể chia sẻ những cái kiến thức violon cho tất cả mọi người. Nên là mới có buổi livestream ngày hôm nay. Nên là rất là cảm ơn những cái thầy cô đã cho Trí An rất là nhiều kiến thức để An đủ vững vàng, An xây dựng được những cái chương trình để có thể lan truyền kiến thức violin cho tất cả mọi người. À, mèo đang học violin. Hello anh, hello em. Oh, mọi người đã follow Trí An rồi, hãy follow Trí An nhé. Khi nào thì dậy bấm thế ba thế anh? Bấm thế 3 à? Thì thế 3 thì bình thường á, nếu mà nhanh nhất là chắc là 6 tháng là tập bấm thế 3 rồi. Nhưng mà với cái điều kiện là các bạn phải rất là vững cái thế 1 của mình à. Vững thế 1, bấm không phô cái đã rồi mới qua thế 3 nha. Rồi, cái đó là cái quan trọng nhất. Bà đánh phấn mắt. Bà đánh phấn mắt hả? Trời ơi, gì vậy? Cái này là cái gì ta? Cái filter của TikTok bà ơi. Anh có nhận dạy online không ạ? À? Anh đang dạy online luôn nè. Mình mở cái livestream miễn phí dành tặng cho tất cả mọi người đó. Thì đó cũng là một chương trình online. Và hy vọng là hiện tại livestream đã có 34 bạn theo dõi. Hy vọng 34 bạn này sẽ cùng dán mắt ở lại với Trí An cho đến giờ phút cuối cùng của cái livestream này, bởi vì nó sẽ còn nhiều điều thú vị nữa. À, bây giờ đã là 20:51 và 4 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên của chúng ta nha các bạn ơi. Vào đội mình nào, trời ơi, bạn nào cho cái đó dễ thương quá vậy. Ok, câu hỏi tiếp theo. Anh ơi, tiếng đàn em nó càng ngày càng cao và chói hơn ạ. Oh my gosh. Thì anh nghĩ đó là vấn đề về việc mà nó sẽ có trong cái giáo án của anh vào thứ tư và thứ năm. Thì nó sẽ liên quan tới việc mà mình tập cái phần vĩ rất là kỹ á. Đó là liên quan đến việc chất lượng âm thanh và việc kiểm soát của mình. Và trong đó là nó cũng sẽ liên quan đến việc tập thể dục của mình nữa. Và trong buổi ngày hôm nay, hy vọng tất cả mọi người ở trong livestream này hãy chuẩn bị cho mọi người một bộ đồ thật thoải mái. Để năm ngoái Trí An mở một cái workshop á, thì có group đó nhưng mà mức độ hoạt động cũng không nhiều. Nhưng mà maybe là trong cái khoảng thời gian An thực hiện livestream này, Trí An dần dần sẽ có những cái dự án, những cái dự định để mà mình tổ chức những cái gì đó, những cái hoạt động hoặc là những cái nơi để mọi người kết nối với nhau cụ thể như những group trên Facebook chẳng hạn. Thì Trí An sẽ phát triển cái đó nhiều hơn để các bạn có thể cùng nhau theo dõi quá trình học tập của chính bản thân mình cũng như là khuyến khích, khích lệ năng lượng của mọi người cùng nhau học tập. Yeah, đã có thêm người follow Trí An rồi. Trí An đẹp trai nhất thế giới. Ôi trời ơi, thank you bạn, yeah. À, còn 2 phút nữa thôi là chúng ta đã bắt đầu chương trình học của chúng ta rồi. Ok. Em thấy đánh dây son không thẳng được.
Một cái câu hỏi của bạn Soli nè. Nè, bình thường á, violin đúng không mọi người? Là tất cả những cái dây của mình là sẽ phải thẳng nha. Còn dây son á, dây son trên thực tế á, là đối với Trí An cũng không đánh thẳng đâu. Đó, vì sao? Vì sao? Bởi vì thường là Trí An sẽ đánh dây son nó cũng hơi méo méo một tí. Ví dụ như vậy nè. Ví dụ như vậy. Tại vì dây này, cái khả năng bắt âm của nó là thuộc dạng dây trầm, mà dây trầm thì chơi ở những cái nhạc cụ khác như là cello hay contrabass, cái dây nó sẽ đầm hơn. Còn của violin á, cái âm trầm của nó khá là chát và nó không có cái sức nặng như là của cello hoặc contrabass, nên là mình sẽ có một chút cái cách đánh dây trầm nó hơi khác một xíu. Nhưng mà các bạn chỉ cần tránh như vậy là được nha, như vậy là sẽ pét nha. Còn kiểu méo méo mà hướng ra một chút xíu như vậy vẫn ok nha. Nếu mà các bạn muốn dây son của mấy bạn thẳng nữa thì chắc chắn buổi thứ tư sẽ là các buổi mà bạn sẽ vô cùng quan tâm. Đó, nên là không phải là bạn tự học violin lâu rồi là bạn có thể tự tin nhảy được đâu. Bạn có thể hoàn toàn có thể theo dõi livestream này để mà mình bổ sung một số cái tips hay ho cho mình luyện tập sau này. Ok, một câu hỏi của bạn Nam Molin là livestream có record không? Có nha. Và livestream này mình sẽ đăng tải lên một nền tảng khác để mà mọi người có thể xem lại. Nhưng mà Trí An sẽ không nói như vậy đâu. Chắc chắn là các bạn theo dõi livestream trực tiếp sẽ hay hơn chứ. Bởi vì có An ở đây, An đọc tất cả bình luận của tất cả mọi người, nó sẽ vui hơn, đúng không? Ok. Anh ơi, anh có bình luôn của em không? Ủa, là sao? Không hiểu câu hỏi này. Ủa, có thấy tôi tặng bánh trung thu không ta? Có nè. Ủa, nhưng mà, xin lỗi, không có thấy lắm. Nhưng mà thank you mọi người đã gửi tờ tặng nha. Không có quà thì tim nha anh. Ok em. Nói chung là mọi người tặng quà thì em rất là quý và trân trọng, bởi vì nó sẽ là cái nguồn động lực rất lớn để mà em làm cái livestream này nhiệt tình nhất và có thể thực hiện những cái hoạt động mà tích cực nhất để giúp cho tất cả mọi người có thể thả tim đi. Tôi tự thả tim cho chính mình. Yeah, ok, ta vô bài học nha. Ok, vậy giáo án học tập của chúng ta sẽ có 5 phần nè. Phần hôm nay chúng ta có phần thứ nhất nè. Giới thiệu các bộ phận của violin. Thứ nhất nha. Thứ hai, cách đặt đàn violin siêu đẹp, siêu sang. Số 3, cách cầm vĩ nè. Và chúng ta sẽ có ba ngón vô cùng quan trọng trong việc cầm vĩ nè. Rồi, cái số 4 nè. Chúng ta sẽ có tư thế của người học violin nè, tư thế nha. Rồi chúng ta sẽ có một số bài tập thể dục đó. Và cuối cùng, số 5 là chúng ta sẽ tập tay khởi động hình dung. Trời ơi, nghe cái từ gì mà nghe sang dữ vậy? Nghe nó chuyên nghiệp, nghe nó chuyên môn dữ vậy, cái từ khởi động hình dung. Vậy thì nó là gì? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá trong cái buổi livestream ngày hôm nay nhé. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng hay thả tim thật là nhiều nào. Ok, ta vô cái nội dung đầu tiên. Giới thiệu các bộ phận của đàn ha. Chúng ta, ôi đây là em violin Sokute của chúng ta. Và bất kỳ người nào mà theo đuổi bất kỳ bộ môn nào, chúng ta cũng phải tìm hiểu về nó. Nó là cái gì, từng những bộ phận ở trên đó, nó như thế nào. Thì đây là violin của mình nè. Nhìn vô là mình sẽ thấy ấn tượng ngay liền với lại hai cái lỗ này ha. Chúng ta gọi đây là lỗ F nè, có chữ F nè mấy bạn. Có chữ F nè. Thì nó là nơi để mà phát ra âm thanh cho mọi người đó. Thì đàn violin là một nhạc cụ dây. Ở đây không biết là có bạn nào đang học piano không ta? Bạn nào học piano hoặc là nhạc cụ guitar khác, giơ tay lên cho Chí An xem nào. Sao mọi người giơ tay lên được? Comment cho Chí An đi. Comment. Đó. Bao nhiêu comment rồi? Để ok. Có em đó. Có em à. Yeah, đúng rồi. Trời ơi, giơ tay quá trời. Nói chung là học nhạc cụ khá là, ví dụ như như là nhạc cụ dây đi, là mọi người sẽ thấy là sẽ rất là tương đồng với cây violin, là nó hoạt động dựa trên cái nguyên lý là sự cộng hưởng âm thanh. Ví dụ như cái dây này nó búng một cái bạc nè, nó sẽ rung vô cái con ngựa này. Cái con ngựa này nó cũng sẽ có một cái sự rung động nhất định, nó rung vô nguyên cái đàn này. Và
ở bên trong cây đàn nó sẽ có một cái cấu tạo rất là hay ho thú vị, nó làm cho cây đàn nó âm thanh nó trong trẻo, nó hay, nó bay ra. Thì đó là nguyên lý của các nhạc cụ dây. Thì nhạc cụ bộ dây á, ví dụ như guitar hoặc ukulele á, nó cũng sẽ có một cái chiêu này. Và dây á là mình sẽ dùng cái ngón tay bên trái nè, mình bấm một phát, đó, cái cao độ nó thay đổi liền. Nè, em làm lại nha. Nè, không bấm gì nè, bấm một phát nè, cao độ nó thay đổi nè. Và đố mấy bạn cao độ này thấp hơn hay cao hơn. Nè, đây là cao độ khi không bấm nè. Bấm vô nè, là cao hơn hay là thấp hơn. Nhưng mà cũng sẽ có bạn, các bạn không hiểu là cao độ cao hơn hay thấp hơn nghĩa là gì. Cao, dạ cao hơn thưa thầy. Quá giỏi luôn, bạn is a clean lên. Cao hơn, đúng rồi, chính xác luôn. Khi mà mình bấm á thì cái cao độ nó càng cao hơn. Lý do vì sao? Là bởi vì á, cái nói chung là khi mà các bạn càng, giống như cái thanh quản của mình đi, thanh quản mà nó càng căng á, có nghĩa là nó càng lên cao, đúng không? Ví dụ như mình thì cái nốt nhạc của mình nó lên cao hơn. Còn cái thanh quản của mình nó càng lỏng á, thì nó sẽ càng trầm xuống, giống như vậy nè. Thì cây violon cũng hoạt động dựa trên cái nguyên lý như vậy. Đó. À, nãy giờ là nói về hai cái lỗ F ha. Vậy thì chúng An vừa rồi cũng đã nhắc đến là một cái từ, đó là con ngựa. Trời ơi, cái tại sao cái này nó lại tên là con ngựa? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà mình, các bạn có thể thấy cái design của nó rất là ngựa đúng không? Kiểu nó nhìn nó rất là sang trọng, nó rất là kiểu rất là tỉ mỉ, nó ngựa. Nên là maybe nó con ngựa là nó là vậy. Nhưng mà các bạn có thể search Google for further information nhé. Thì con ngựa này giống như Trí An vừa nói vừa rồi, thì nó búng vô cái dây này, nó vô cái con ngựa là nó cộng hưởng hết nguyên cây đàn, nó tạo ra âm thanh đó. Ok, con ngựa nha, con ngựa. Nhưng mà trong tiếng Anh á, cái con này lại gọi là bridge. Bridge thì nó lại là cây cầu. Nó rất là lạ lùng đúng không? Tiếng Anh tiếng Việt khác nhau. Nói chung là học violon á, thì An khuyến khích là các bạn cũng sẽ học thêm tiếng Anh luôn cho nó. Bởi vì mình biết tiếng Anh á, mình có rất là cái lợi. Bộ môn này là bộ môn phương Tây mà mình phải biết tiếng Anh để mình tham khảo các tài liệu tiếng Anh, mình học được nhiều cái hay ho hơn đúng không? Và tài liệu tiếng Việt cho bộ môn violon thì tài liệu miễn phí tiếng Việt luôn thì lại rất là hạn chế. Nên là biết tiếng Anh sẽ làm cái lợi thế cho bạn. Ok, tới cái này gọi là cái gì? Thì đây gọi là tăng đơ nha. Tăng đơ chứ không phải tông đơ hớt tóc đâu nha. Cái tăng đơ, tăng đơ nó sẽ có mấy cái con ốc vít như vậy nè. Nó sẽ giúp mình điều chỉnh cao độ của dây đàn. Ví dụ như là mình muốn cái dây mi này nó thấp xuống thì mình vặn ngược chiều kim đồng hồ nè. Đó, cái tần số nó thấp xuống nè. Rồi mình sẽ chỉnh theo chiều kim đồng hồ thì cái tần số nó sẽ cao lên nè. Đó. Và cái phần này á, nó đặc biệt, nó khác với cây guitar ở chỗ. Cây guitar thì nó sẽ chỉ có những cái chốt vặn này thôi. Những cái chốt vặn như này trên violon tương tự guitar luôn, là chốt vặn cao độ. À, với nhạc cụ dây á, nó sẽ phải luôn luôn có cái này. Luôn luôn có cái này để điều chỉnh cao độ, để mình chơi cho đúng cái dây ha. À. Thì ở trên violon á, nó phải thiết kế như vậy bởi vì đặc thù của nó. Và cái thiết kế này mới khiến cho cây violin trở nên hay ho được. Và violon là bộ môn nó đòi hỏi cái lỗ tai của mình rất là chính xác ha. Bởi vì các bạn thấy đó, là ở trên đây nó không hề có một cái miếng dán nốt nào trên đó hết á. Bởi vì chính cái đặc thù như vậy nó mới tạo ra cái sức hút của violin, là nó tạo ra những cái, nó cho ra những cái âm thanh nó vượt ngoài giới hạn của những nhạc cụ có cái khoảng cách nốt nữa. À, đây là quá là một buổi học rất là kỹ lưỡng về từng chút một ha. Đây là cái tông đơ, tăng đơ không phải tông đơ, tăng đơ nha. Tăng đơ để chỉnh cao độ cho violin ha. Và các bạn bình thường á, là những cây violin cho người mới học á, thì các bạn mua nên mua những cây mà nó có đủ 4 tăng đơ nha mấy bạn. Mua đủ 4 tăng đơ cho Chí An, tại vì người mới học á thì sẽ không quen với việc là chỉnh bằng chốt thôi đâu. Rất là khó để chỉnh chính xác. Hy vọng là các bạn hiểu được cái mà Chí An vừa nói ha. Các bạn hiểu, mấy bạn cho một thật là nhiều trái tim vào. Yeah, hãy cho thật nhiều trái tim. Yeah, quá trời tim luôn. Ok, chúng ta sẽ đến với lại dụng cụ tiếp theo ha. Đây là cái chin rest. Chí An gọi nó là chin rest.
cái chin rest, em quên mất tiếng Việt gọi là sao rồi, cái a à, cái đệm, miếng đệm. Thì cái miếng đệm này nó sẽ đệm vô cổ của mình ha, nó đệm vô cổ của mình, nó sẽ là một phần giúp cho cái khớp cổ của mình nó khớp được với lại cây đàn của mình đó nha. Thì cái bộ phận này thiết kế nó của nó cũng rất là đẹp ha, của mình mua cái màu nâu, mình có một cái màu đen nữa. Và các bạn sẽ thắc mắc là cây đàn của Trí An nó lại có cái này nè. Thì cái này là do Trí An là người đi làm biểu diễn sự kiện á, nên là cái này gọi là cái pickup nha. Pickup, và pickup này được thiết kế là nó cố định với lại cái đệm đàn luôn, cái đệm của violon luôn. À, cái tựa cầm, đúng rồi, cái tựa cầm đó cũng một bạn đưa ra một cái góp ý cũng rất là hay ho luôn. À, thì cái này được thiết kế cố định vào cái tựa cầm để Trí An có thể cắm vào âm, cắm vào dàn loa của sự kiện để mà chơi violon được ha. Đó, thì đó là một số cái bộ phận của violin. Thì cái phần màu đen này nó chính là bảng bấm nha, bảng bấm violin. À, nó giúp mình tựa những cái ngón tay của tay bên trái của mình bấm được. À, và chúng ta sẽ có bốn dây đàn của mình luôn, bốn dây đàn. Dây này là dây son nè, dây trầm nhất nè, dây trầm nhất nè, dây son, dây số 4, dây la. Rồi, các bạn học thuộc cùng mình luôn nha. Dây này là... Ê lộn, cái này không phải dây la. Dây rê, lộn lộn, xin lỗi mấy bạn nha. Ok. Dây son, học thuộc luôn. Dây son. Rồi, mấy bạn comment đi. Dây son luôn. Son. Son. Nhớ nha, nhớ luôn. Son, son. Rồi, tiếp tục nè. Dây này là dây gì? Dây rê. Rê. Rê, 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 rê. Comment dây rê luôn nào. Rê, 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 rê. Nhớ luôn trong đầu, khắc ghi trong tâm trí. Tiếp theo. Bạc. Dây la. La. La, 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 la. Đó, la. Rồi cuối cùng nè. Dây mi. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Khắc sâu vào tâm trí. Ok, chúng ta đã đi qua tên của bốn sợi dây rồi đó. Bây giờ cùng lặp lại với Trí An nè. Son, rê, la, mi. 2, 3. Son, rê, la, mi. Học thuộc tại livestream này luôn nha. Bạn nào đọc được là có thể đọc được chung với Trí An nha. Đọc ra bằng miệng luôn. Son, rê, la, mi. À, mình phải thuộc hết tên bốn cái dây này nha. Rồi mình nói chuyện với nhau cho dễ. Ok, trước khi em sẽ nói thêm một vấn đề này nữa. Thì dây son, chúng ta gọi là dây số 4 nha. Dây số 4. Đây là dành cho những bạn mà ví dụ như là trong trường hợp mà các bạn đứt dây á, hoặc là muốn thay dây đàn á, thì các bạn biết là cái cách mà những nhà sản xuất họ đặt tên cho những sợi dây. Thì ngoài nó tên son ra, nó còn gọi là dây số 4 nữa. Dây số 4 nè. Và kế bên là dây số 3. Dây rê là dây số 3. Dây la, số 2. Dây mi, số 1, được chưa? Số 4 nè. Số 3 nè. Số 2 nè. Số 1 nè. Đó, 4 dây. Quá dễ đúng không? Không còn gì để dễ. Nhưng mà bây giờ là trước khi mà mình có thể qua phần tiếp theo, các bạn phải nhớ cho Trí An tới 3 cái lận. Đây là đầu tiên là son, re, la, mi. Đó là cái cách gọi thứ nhất. Cách gọi thứ hai là để mấy bạn dễ đổi dây nè. 4, 3, 2, 1. Cách gọi thứ hai. Và một cách gọi cuối cùng nữa dành cho những bạn đã học nhạc rồi, nhưng mà sẽ có những bạn chưa học nhạc được đâu, là những cái nốt son, re, la, mi nó còn được ký hiệu bằng những chữ cái Latin. Đâu, bạn nào biết có thể cho Trí An những cái comment thật là chất lượng nào. GDAE, trời ơi, bạn 3 chấm này giỏi. Ủa, bạn 4 chấm lận hả? 4 chấm quá giỏi luôn. GDAE, đúng rồi. Và Trí An thường có một cái câu châm ngôn cuộc sống cho những bạn dễ thuộc hơn, thì nó là gia đình anh em. Đó, quá là dễ luôn không? Đúng là khắc sâu vào tâm trí mà. Gia đình anh em. GDAE, GDAE. Đó, mình nhớ luôn ha. Rồi, vậy là cho mình 3 giây, 3 giây thở lại nha. 3 giây, 3 giây hồi phục. Nhớ lại nha, nhớ lại tất cả những cái kiến thức vừa qua. Đây, dây son, dây rê, dây la, dây mi. Dây số 4, dây số 3, dây số 2, dây số 1. Dây G, dây D, dây A, dây E, gia đình anh em. Đó, những cái mà các bạn phải nhớ luôn ha.
Nhớ luôn ngay bây giờ luôn, để mình học mình dễ nè. Vậy là chúng ta đã xong nội dung đầu tiên, là chúng ta giới thiệu về cây đàn. Ê chết cha rồi, tôi quên giới thiệu cái này. Cái này rất là quan trọng nha, cái này gọi là gối đàn nha của mọi người. Bình thường là cái mọi người mua sẽ là màu đen, nhưng mà của Chien là một cái phiên bản limited, ăn mua hàng shopper. Nó có bằng thủy tinh. Thì cái này là mấy bạn phải mua cái màu đen nha, và phải mua cái gối mà kiểu nó đệm mà mình sờ vô mình thấy mềm mềm á. Còn của Chí An cứng ngắc luôn, là dành cho những bạn mà tập lâu rồi mới xài được cái sự cứng ngắc này nha. Cái mấy bạn phải xài mấy cái mềm mềm thôi. Gối đàn này thì thường có giá là dao động khoảng 250 đến 350 đó mấy bạn. Thì cái mục đích của nó là nó để gắn lên cái violon nè, gắn lên cái phần này nè, gắn lên như vậy nè. Đó, Trí An là thường gắn lên như vậy. Gắn lên như vậy thì nó mới đặt đàn lên được nha. Còn kiểu này á thì mấy bạn mới học đàn rất là khó. Thấy không? Bây giờ là hướng dẫn mấy bạn một cái thông tin để mà mấy bạn nhớ luôn trong đầu, khắc ghi trong tâm trí. Cái cách mà mình gắn cái gối đàn lên nha, là mấy bạn sẽ gắn và làm sao. Đầu tiên là một đầu vô trước nè. Đầu này vô trước nè. Để về vô khó quá. Rồi sau đó mình sẽ luồn cái phần, luồn cái chân đàn này vào cái cạnh đàn bên kia. Đó, rồi sau đó lên, cho nó chặt lên, chặt vào ha. Thì Trí An set up nó như vậy, nó dễ cho cái cơ địa của mình. Gắn, có một bạn có câu hỏi là gắn sao vừa khớp vai là được hả anh? Đúng rồi, nó phải vừa cái khớp vai của mình. Tùy theo cơ địa của mỗi người mỗi cách cầm khác. Thì có sẽ có những cái bạn mà sẽ thích mà để bên phía bên này cao hơn một chút nè. Còn Trí An cao hơn một chút nè. Còn Trí An thích để nó ngang ra á, ngang nó phù hợp với mình. Và các bạn cũng lưu ý nè, cái livestream này của Trí An là nó đang hơi ngược hướng á. Thì ở phía bên đây đang là bên trái của mình nè, đang là bên trái, luôn luôn đặt violon ở phía bên trái nha. Ở đây nè, cái gối đàn của mình nè. Làm sao cho cái phần lõm này của mình á, nó phải vô được cái vai của mình nha. Đó, khi mà bạn set up gối đàn á, cái phần này nè, cái phần lõm xuống nè, cái phần lõm xuống này nó phải đặt khít lên vai của mình. Ok không? Ok, ok, thả tim đi mấy bạn, thả tim, thả tim. Còn cái phần này á là mình sẽ nó sẽ là tựa vào ở dưới này, ở dưới này. Trời ơi, thả tim quá trời luôn. Thank you so much. Nhớ nha. Tại vì An thấy có rất là nhiều bạn set up gối đàn sai. Nên là chú ý phần này. Còn nếu bạn nào không biết nữa thì mấy bạn inbox với An nha. Chụp hình lại inbox với An để An check. Nói nãy giờ khát nước quá. Chờ mấy bạn xin phép cho chị An hớp một miếng nước để chị An hồi phục năng lượng tiếp tục livestream này. Ôi, An thấy là livestream nãy giờ là được 30 mấy bạn ha. Rồi bây giờ đã có 2 học sinh trốn học nha. Uống một miếng nước khôi phục năng lượng. Ok, mấy bạn thấy nãy giờ chị An giảng có đang hơi nhanh quá không? Kiểu chị An hay coi clip 1.5x á, rồi kiểu cái miệng nói chuyện liên tục là vậy. Sợ bị nhanh quá. Nếu mà mọi người cần chậm lại thì mọi người hãy comment cho chị An nha. Còn mấy người thấy ok thì mọi người thả tim hoặc là mọi người comment ok cho chị An là được. Không nhanh, ok quá đã luôn. Cái tốc độ này là vừa phải. Giảng hài hước lắm anh ơi. Trời ơi, đó là một cái comment tiếp thêm rất là nhiều động lực cho chị An. Đây là một cái tempo, một cái livestream theo phong cách rất là Gen Z ha. Thôi không nói nhiều nữa, chúng ta qua phần tiếp theo của chúng ta. Đó là cách đặt violon siêu đẹp, siêu sang. Rồi, bây giờ mình đặt violon nè. Rồi, mấy bạn cầm violon lên nha. Rồi, make sure là mấy bạn đã có gối đàn của mình nha. Và gối đàn được set up theo cái phần lõm mà nó được tựa vào đây nè. Rồi, bây giờ các bạn hãy ngồi thẳng lưng. Thẳng lưng, ưỡn ngực ra nè, ưỡn ngực ra. Đó, như tập gym. Như tập cái ngực của mình. Đó, mình phải ưỡn ngực ra ha. Rồi, thật là xa về cho chị em. Rồi, violon nè. Mình sẽ, có cái đùi nè. Cái đùi nè. Đó, mình đặt lên cái đùi. Đó, mình hãy ngồi một cái ghế, ngồi trên một cái ghế thoải mái và không có tay cầm nha. Đó, tay trái nè, đây là tay trái nha. Violon, dù bạn thuận tay phải hay tay trái thì nó luôn luôn đặt bên trái. Ok không? Ok, phải ok thôi, không ok cũng ok. Giùm tôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì đây? Đây là cái cách mà mấy bạn cầm luôn ha, không ngại cầm lên mặt đàn luôn nha.
cách cầm cơ bản nhất để mà Trí An hướng dẫn các bạn đặt đàn. Rồi mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ đưa cái violin lên không trung, ấm bà la. Trời, cái bóng nó cái bóng. Rồi mình sẽ làm gì? Con mắt của mình, hai con mắt của mình vẫn dán vô màn hình, không được nhìn đi đâu. Mình không có ngửa cổ lên, không có làm cái cổ giật giật qua giật lại gì vậy. Mình cứ để nó thẳng thôi, phải thẳng lên, nhìn thẳng, banh con mắt rồi nhìn thẳng vô cái màn hình nè. Không, không cần banh đâu, giỡn. Ok, mình sẽ làm gì? Mình sẽ nghiêng cái violin ra như vậy nè. Nghiêng cái violin ra vậy, cổ vẫn thẳng cho Chí An. Thẳng cổ, thẳng con mặt, à, là thẳng cái gương mặt của mình vào phía trước. Mình đặt ở đây, mình dần dần đưa cái violin gần cổ của mình. Đó, nó như vậy đó. Rồi, mình đặt làm sao cho nó khớp cái vai của mình ha. Khớp cái phần của mình nha. Rồi sau đó chúng ta chỉ cần một thao tác cơ bản. Nè, mình dùng cái ngón tay của mình nè. Mình đưa cái cằm vào. Đó. Đó, như vậy đó. Rồi sau đó chúng ta. Đó, vậy là xong rồi. Đó, mình chỉ cần cái mặt của mình thẳng băng nè. Rồi mình chỉ cần. Mình không có như vậy nha. Như vậy là sai nha. Như vậy. Yeah, tán vô cái bản mặt một cái liền luôn. Đó, không có kiểu no, đó là sai nha. Mà mình sẽ thẳng cổ nè, rất là nhẹ nhàng đưa cái viều lòng qua. Đó, đây là cách của Chí An nha, cách để các bạn làm cho nó đỡ bị lãng quạn, lăng quăng đồ nhất. À, rồi cái cách này á, rồi mọi người làm xong á, rồi mọi người giữ cho chắc nè, giữ cho thật chắc nè. Nè, mọi người thấy nè, đó, cái phần gối đàn của mình nó vô cái khớp vai của mình nè. Rồi cái phần này, cái phần dưới á, cái phần nổi nhô lên á thì nó sẽ ngay cái ngực của mình luôn. Đó. Đó. Rồi, mấy bạn đặt đàn xong chưa? Rồi mình làm lại nha, thao tác làm lại từ từ nha, một lần thứ hai nữa. Đây nè. Violon cầm lên mặt bên trái. Đó, cầm lên. Đặt lên đùi nè. Rồi sau đó mình dần dần nhấc em lên và đưa theo chiều ngang. Và dần dần đưa em vào cổ. Đó, vào cổ. Làm sao cho khớp nha, khớp nha. Xong rồi mà không dám buông sợ rớt. Không sao đâu em. Nhưng mà vấn đề là em phải giữ cái tay được như vậy nè. Giữ cái tay được như vậy nè. Đó. Cái đầu của mình thẳng nha. Nhìn trực diện vào tôi nè. Không có nhấc cái đầu lên vậy nha. Bêm vô cái đầu liền. Đó, mình chỉ cần nhìn thẳng. Và một cách savage, một cách sang trọng, các bạn đưa cái cầm vào, đặt vô. Đó, vừa sang vừa tinh tế, các bạn thấy không? Đó, và nếu mà các bạn can đảm á, các bạn có thể bỏ tay trái ra. Đó, mình giữ đàn là không được cầm tay nha. Và khi mà các bạn bấm nốt tay trái, các bạn cũng không được dùng tay luôn. Tức là không có dùng tay đỡ lên như vậy á. Và là giả vô cái tay liền, cái tay hư liền. Đó. Rồi. Một cái mà để mấy bạn tập nữa nha, là khi mà các bạn đặt đàn như vậy á, là cái tay trái nè, các bạn nhìn tay trái nè, nó thẳng nè, như vậy là sai nè, như vậy là ăn đòn nè, hư nè, đó, như vậy nha, như vậy. Ừ, nhớ cho Chí An luôn, cổ tay thẳng, phải thẳng, không được cong, cong là sai, thẳng lên. Đó, như vậy là đúng nha. Khi các bạn giữ đàn á, nếu mà cho những bạn mà sợ rớt đàn á, thì nhất quyết là cái tay này phải thẳng nè. Và cái chỗ này nè, cái chỗ này nó không được như vậy nha, không được kẹp vô như vậy nha. Nó phải nhếch ra. Đó, không được khép lại. Khép là mồ hôi nó ứa ra, nó hôi lắm mấy bạn. Đó, nó phải giữ như vậy nè. Là ví đó là lý do vì sao mà hồi xưa người ta có cái kiểu học mà người ta để cái trứng gà vô cái tay gì đó. Ok, bây giờ mình đọc comment một xíu. Kẹp đàn đúng là khi buông tay ra mà không rơi đó. Chính xác luôn. Buông tay ra mà không rơi. Và phải làm sao mà giữ trên đó mà được là 5 phút liên tục là ngon lành luôn. Ok, bây giờ là mình cùng nhau giữ đàn nha. Mình cùng nhau giữ đàn trong vòng 60 giây nha. Tôi sẽ đếm ngược cho mấy bạn. Ok. Rồi. Rồi mấy bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì dùng một tay để bấm thả tim nè. Đó. Dùng một tay để bấm thả tim. Ok, bây giờ chúng ta làm lại chùm cái thao tác đó nha. Rồi, đầu tiên, đặt đàn vào đùi. Tay trái của chúng ta đặt lên mặt đàn phía bên trái. Chúng ta đưa đàn lên theo chiều ngang. Ta đưa nhẹ nhàng vào cổ.
Và một cách thật tinh tế, ta dùng ngón tay phải của chúng ta đặt vào cằm và dần dần dùng ngón tay phải của mình nhẹ nhàng nhích cằm vào, đặt lên đàn. Rồi chúng ta xong nha. Và tay trái của chúng ta giữ theo chiều thẳng đứng. Ok, các bạn đã sẵn sàng để giữ 60 giây chưa? Sẵn sàng rồi thì hãy bấm vào màn hình thả tim đi. Rồi, ok, 60 giây, bắt đầu. Đó, tôi sẽ đếm nha. 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Rồi mình nói dừng, An nói dừng thì mọi người mới được dừng nha. Còn kiểu An dừng lại là kiểu An nói chia sẻ gì đó. Cố lên mấy bạn làm được mà. 45, 46, 47, 48, hít thở nè. 49, 50, hít vô, nén lại, thở ra. 55, 56, 57, 58, 59, 60, thả ra thôi. Yeah, chúc mừng các bạn đã làm được phần đặt đàn violon. Và nếu như các bạn chưa rõ là các bạn hoàn toàn có thể xem lại trên nền tảng YouTube ha các bạn. Không có vấn đề gì hết. Ok, bây giờ chúng ta qua nội dung khác. Rồi baby đàn xuống. À, em có một cái mà mình đã chưa nói. Đó là cái cây này. Cái cây này trời ơi, cái này phải gọi là nó khó. Ok, trước ta khi chúng mình qua cái phần khác thì anh ơi, cho em xem lại cái gối ạ. Oh my gosh. Ok. Để mà cái phần này đó, nó sẽ khớp vào cái vai của mình như vậy ha. Thì mỗi người sẽ có một cái cơ địa khác nhau, họ sẽ set up cái gối khác nhau. Nhưng mà cái cơ bản nhất là cái phần lõm đó. Phần lõm của mình nó phải vào cái khớp vai của mình nha. Chứ mình đừng có để cái phần này nó bị vô ở đây nha, là nó không có liên quan nha. Và đặc biệt á, khi mà mọi người đặt violon á, mọi người đừng có đặt nó bị lố xuống đây, hoặc là đừng có bị rớt xuống đây. Rớt ngay cái ngực của mình là sao vậy mấy bác? Tức là có một số người làm vậy thiệt đó mà. Nó phải ngay đây nè. Ngay đây là đẹp nha. Đó. Đó. Ok. Hy vọng là vừa rồi là đủ ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái cách cầm vĩ của mình nha. Qua cách cầm vĩ của Trí An. Thì thực ra là... bây giờ mình sẽ đổi địa hình một chút. Đổi địa hình một chút để mà Trí An dễ show cái này cho mọi người nha. Còn nó cũng sẽ dễ để mà mình qua cái nội dung tiếp theo sau cái phần này. Ok, hãy theo dõi livestream nhé. Đừng bỏ lỡ nhé, bởi vì nó cuốn lắm. Tôi biết nó cuốn mà. Ok, mình đã thay đổi địa hình. An đã có một cái địa hình mà An đã set up sẵn cho tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta hãy cùng qua một nơi rộng rãi hơn đi mọi người. Đó. Ta-da. Yeah. Và cái vĩ của mình nè. Vĩ của mình là cầm bên tay phải nha. Bên tay phải nha. Tay phải. Ok chưa? Rồi, bây giờ cái vĩ nè. Mình để nó xuống đất luôn nè. Rồi, xòe bàn tay 5 ngón nè. Xòe bàn tay 5 ngón của mọi người. Ok, 5 ngón nha. Bây giờ cái ngón đầu tiên của chúng ta sẽ có là ngón cái nha. Tất cả những cái ngón này nó đều hoạt động trên nguyên lý mèo méo mèo mèo mèo. Mèo méo mèo mèo mèo, tức là những cái ngón nó đều cong lại nha. Không có được bất kỳ cái ngón nào mà nó bị cái trường hợp như vậy, hoặc là bị cái trường hợp như vậy nha mấy bạn. Kiểu bị cong thẳng pẹt lên á. Nó tất cả đều theo nguyên lý mèo méo mèo 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 cho chứ An. Ok. Rồi, và mọi người thấy nè, cái đốt tay này của mình nè, nó thẳng nè. Cái đốt tay của mình nó thẳng nè, chứ nó không có bị vậy nha. Đó, nó thẳng nè. Đó. Mèo méo mèo. Au. Đó, nó phải như vậy. Đó. Và mọi người thấy nè, nó cong từ cái đốt này nè. Đó, mọi người phải làm như vậy nè, nó cong từ cái đốt này nha, từ cái đốt này. Ok không?
Phải ok chứ, ok thả tim nè, thả tim watcher cho tôi đi. Ok, vô tới cái cây vĩ của mình. Mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm gì với cái ngón cái đầu tiên của chúng ta đây? Rồi, đầu tiên là mình sẽ giữ cho nó như vậy nha. Mình sẽ tìm hiểu cái nguyên lý hoạt động của cái cách cầm vĩ của bên tay phải mà chắc chắn không phải người tự học vô lông nào cũng biết. Chúng ta về với cây vĩ của mình. Đó, chúng ta nhẹ nhàng ngồi xuống một xíu nè. Rồi cái cây vĩ của mình nè mọi người. Cây vĩ này ăn dơ như vậy cho mọi người dễ thấy. Là mình sẽ thấy cái phần này đúng không? Mọi người thấy cái phần này đúng không? Phần này nè. Đó. Và mình sẽ dùng cái ngón cái của mình á, mình móc lên như vậy nè. Đó, để gần cho mọi người thấy nha. Đó, móc lên như vậy nè. Đó. Tay phải của mình. Đó. Móc lên nè. Đó, móc lên. Mọi người có thể hoàn toàn dùng tay còn lại để mình đỡ nha. Đây là tay phải nha mọi người, phải là tay phải nha. Đó. Móc lên như vậy. Và mọi người đã hiểu nguyên lý hoạt động của ngón cái rồi đó. Ngón cái sẽ có nhiệm vụ là nhấc cây violin lên theo chiều dọc. Đó, nhiệm vụ của ngón cái là nó như vậy. Chúng ta đến với ngón thứ hai là ngón út. Đó, ngón út của mình. Ngón này nó sẽ làm gì? Sẽ làm gì mọi người? Sao mọi người biết được? Mọi người mới bắt đầu học thôi mà. Thì chị An biết thì chị An nói. Bây giờ An nói nè. Đó, ngón út của mình nó sẽ đặt ngay đây. Đó, nó sẽ đặt ở ngay đây nè mọi người. Nó sẽ nhấc toàn bộ cây vĩ của mình lên theo chiều ngang. Đó, game changer. Mọi cuộc chơi thay đổi. Đó, và mọi người thấy này, giữ cho cây vĩ cong nha. Giữ cho ngón út cong nha, đừng để nó bị thẳng vậy nha. Đó, ngón út cong. Và nếu mọi người thấy khó khăn quá thì mọi người hoàn toàn có thể dùng tay còn lại để đỡ nha. Nhưng mà mọi người phải làm đúng cái thao tác của mình. Ok, và ngón cuối cùng nè, cái ngón trỏ của mình nè. Ngón trỏ của mình nó sẽ dùng cái đốt thứ hai của mình nè. Cái đốt này nè, cái đốt này của mình để ôm vào. Đó, chúng ta đã xong ba ngón quan trọng nhất của violin. Rồi, bây giờ mình sẽ làm lại một chút ha, để mọi người theo dõi lại ha. Rồi, ngón cái nè. Ngón cái nhấc toàn bộ cây vĩ lên theo chiều dọc nè. Ngón út nè, nhấc toàn bộ lên cây vĩ để cây vĩ có thể đến với chiều ngang nè. Và ngón trỏ có nhiệm vụ là lock, là khóa lại. Ví dụ như chỉ có những cái ngón này thì cây vĩ nó rất là chông trên, thì cái ngón này nó khóa lại, nó lock. Đó, và cây vĩ nó có thể cố định theo cái kiểm soát của mọi người ha. Và hai ngón còn lại á, nó đơn giản chỉ là đặt lên thôi. Đó, nhưng mà đặt bằng cách nào, cái tiêu chuẩn nó đặt như thế nào, thì cái ngón này á, ôi trời, ngón giữa nó sẽ đặt ở ngay vị trí này ha. Đó, ngay cái vị trí này. Đặt ngay vị trí này. Còn ngón áp út á, nó sẽ đặt ngay vòng tròn luôn. Vậy là mình sẽ có toàn bộ cây vĩ là nó được như vậy nha. Đó. Cái tay của mọi người mà được như vậy là đẹp nè. Đó, mọi người thấy cái đốt này, tất cả những phần đốt này thẳng ha, nó không có bị như vậy nha. Bị như vậy là sai bét nha. Hư nè là sai nha. Hư. Đó, nó phải làm sao? Nó phải thẳng lên. Cái khớp này thẳng lên. Rồi, những cái khớp này nó sẽ cong, bắt đầu cong từ những cái khớp này ha. Đó, những cái tay này mà bị thẳng vậy là hư. Nó phải cong lên. Và cái ngón cái đó mọi người, có ngón cái nè, mọi người dễ bị tình trạng bị như vậy nè. Như vậy là sai pét nè, sai pét. Tức là ngón cái bị vậy là sai nha. Nó phải như vậy nha, nó phải cong lên. Nhớ nha, nhớ luôn trong đầu, khắc sâu vào tâm trí. Nó phải cong lên như vậy. Đó, và toàn bộ cái tay của mình nó cong, nó đều hoạt động trên nguyên lý mèo méo, nhớ không các bạn? Đó. Ok. Rồi, cái phần này bây giờ mình cùng làm lại với nhau nha. Cùng làm lại với nhau. Rồi, dùng tay trái của mình nè. Đây là cây vĩ theo chiều dọc. Ngón cái của chúng ta đi nha, từ đốt thứ hai đổ đi. Ngón cái cong nha. Tất cả cái ngón tay đều đặt theo kiểu mèo méo. Mà mọi người thấy cái ngón trỏ nè. Ngón trỏ mọi người thấy nó tạo một góc nhọn nè. Một góc nhọn ở đây nè. Đó. Góc nhọn ở đây. Mà nó bị như vậy là sai bét nha. Này là một góc bẹt rồi nè. Sai. Nó phải làm một cái góc nhọn ở đây. Đó. Thì cái này là tư thế cầm violon đúng nha mấy bạn. Trời, ngón của em bị rời ra ngoài ngón trỏ hả? Đó, mình phải tập cái cách nè. Bây giờ mình cho cái ngón nó ra đi. Mình chỉ cảm giác là nó ôm vô vậy thôi. Ôm vô như vậy ha. Tập cho nó ôm vô.
ôm vô, thử đi em, thử đi, coi nó được không. Đó. À, và chúng ta sẽ có cái view lông nó như vậy ha. Như vậy là tư thế đúng để mọi người nhìn nha. Ok, rồi. Nếu mọi người không có câu hỏi gì, chúng ta sẽ qua bài tập thứ ba ha. Và em nghĩ thời lượng, em cũng không ngờ là thời lượng nó sẽ dài như thế này. Nhưng mà bây giờ mình qua bài tập thứ ba đi. Tại cái này nó cũng sẽ là cái quan trọng nhất. Rồi, nó sẽ liên quan tới tập thể dục. Mọi người chuẩn bị tập thể dục cùng chị An chưa? Là bây giờ chị An sẽ nói về một số nguyên tắc tư thế của mình nha. Tư thế của mình đây nè. Rồi, đó, cái người của mình nó phải thẳng lên. Có nhiều bạn kiểu bị phễ cái bụng ra á. Như vậy là sai bé là nô lô lô. Ưỡn cái ngực lên. Đó. Còn mấy cái chân á, chân thì mấy bạn thì để ngang vai bình thường thôi. Nhưng mà với những bạn mà kiểu hay tập với giáo viên á, thì An sẽ bắt mấy bạn mà cái chân bình thường của mình đứng vậy ha. Và mình sẽ đứng song song với vai. Đó, mình đứng như vậy để cố định cái chân của mình. Rồi mình tập vô lông ha. Tập cho cái cơ thể của mình. Vô lông có một cái rất là quan trọng khi mà em trong cái tư thế của mình một chút. Rồi ok, các bạn đã sẵn sàng để tư thế của chúng ta. Bài tập đầu tiên nha, bài tập đầu tiên. Mấy bạn nó cũng sẽ làm cứng cáp cái vai, cái cánh tay của tất cả các bạn nữa nha. Rồi, 10, 11, 12, 13, 14. Các bạn đừng có cúi gằm mặt như vậy nha. Cố gắng ngẩng cao đầu lên, tại cái bộ môn này cần phải thẳng cổ. 17, 18, 19, 20, 21. Học cách hít thở luôn nè. Hít vô, nén lại, thở ra. 25, 26, cố gắng thẳng lưng nha mấy bạn. 28, 29. Nó giúp cho mình thẳng lưng hơn nè, và làm cho cái cơ thể phần thân trên của mình nó vững vàng hơn. Thế mà mấy bạn chơi violon á, tập violon, thể hình đẹp nó sẽ là một cái lợi thế, hoặc là có một cái thể hình mà nó đúng form nó là lợi. Dưới cái nó của mình nó cũng thẳng luôn đó. Ok rồi, giữ làm sao cho cái cơ thể của mình thật là cứng cáp nè, thật là thẳng nè. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì với quyển sách này? Chúng ta sẽ đặt nó lên đầu, trời ơi như đi thi hoa hậu vậy đó. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì thả tim đi, thả tim, thả tim. Bẹt. Rèn thế đứng khi cầm đàn cho đẹp nha. Đi catwalk đi anh. Trời đất ơi, đúng rồi. Rồi, thế bạn bỏ tay xuống nha. Rồi, bỏ tay xuống nè. Chúng ta giữ tư thế trong 60 giây nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chống tầm như vậy trước ha, 60 giây nha mọi người. Khi nào ăn nói dừng thì mới dừng nha. Bây giờ mình sẽ học cách hít thở nè. Hít vô nè. Hít bằng mũi nè. Rồi, hít vô thì nín lại, nén thở một chút, rồi mình thở ra thằng bằng đường miệng. Hít vô bằng đường mũi, thở ra bằng đường miệng nè các bạn. Đó, nguyên tắc khi tập thể dục. Hít vô nè, mình làm 3 lần nữa. Nén lại, thở ra. Hít vô. Nén lại, thở ra. Lần cuối, nín vô. Nín lại, thở ra. Đó. Vô lông cũng rất là quan trọng hơi thở nha các bạn. Bởi vì nó tùy ngay cái cổ của mình nè, mình thở, mình không thở được là sao được. Ok, nãy giờ là cũng chắc cũng 30 giây rồi đó. Rồi bây giờ là không chỉ là mình giữ cái quyển sách khư khư trên đầu như vậy, mình phải có một cái chút di chuyển thôi mọi người. Mình di chuyển xoay vòng tròn nè. Đó. Cố gắng giữ cái tư thế của mình thật là thẳng, thật là đẹp nha mọi người. Trong vòng 15 giây, 10. À, xoay 10 vòng đi. Vòng thứ nhất nè. Đừng có để rơi sách nha. Vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm. Có ai rớt sách chưa? Vòng thứ sáu. À, tôi rung rinh rồi mọi người. Vòng thứ bảy, vòng thứ tám, vòng thứ chín, vòng thứ mười. Yeah, xong rồi. Ủa? Ok. Đó. Trời đất ơi. Mấy bạn ổn không? Có ai bị rớt cuốn sách không? Có ai bị rớt cuốn sách trong vòng 10 vòng quay không? À, đọc comment của mọi người tí nè. Chơi có cái nhạc cụ thôi mà sao quằn dữ vậy anh? Thì nó phải quằn như vậy đó. Bởi vì đây là
tôi đã PR cái nhạc cụ này như thế nào, nó là nhạc cụ khó nhất thế giới. Nhưng mà thực ra nó cũng thực ra Chí An khi mà anh dạy á, anh sẽ rất là đề cao cái tính thẩm mỹ khi mà mình chơi cái nhạc cụ này nha. Cái bánh kế bên bị rớt làm em hết hồn, trời ơi, cái gì nghe ghê vậy. Ok, vậy là xong hai bài tập thể dục của mình ngày hôm nay thôi nha, nhiêu đó thôi. Đó là mình vừa plank 45 giây và mình vừa giữ sách trên đầu. Thực ra là mình với học sinh của mình là còn làm một số bài tập thể dục nữa đó. Là làm nhiều hơn nữa đó, trời, mở cái đèn thôi mà cái mặt nó chói sáng quá trời quá đất. Ok, chúng ta về lại góc livestream cũ. Ok. Và đó là tất cả những nội dung trong buổi học đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Yeah. Là xong nội dung của mình rồi đó. Là mình đạt KPI rồi đó. Mọi người hãy thả tim cho cái sự kết thúc này. Hãy thả tim thiệt là nhiều cho cái sự kết thúc này. Bấm thả tim đi mọi người. Yeah. Và wow. Thì rất là hay ho là trong suốt cái khoảng thời gian vừa rồi là mình cũng giữ được ít nhất là tối đa 20 bạn cùng xem livestream trực tiếp. Thì đó là cũng là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng cho Chí An. Hy vọng là thứ tư, thứ năm là mọi người sẽ còn làm được nhiều cái nữa. Ok. Rồi bây giờ là trước khi mà mình xong cái buổi học của mình á. Gì? Mấy bạn comment gì? Một buổi học 2 tiếng mới đã, trời đất ơi, thôi mình phải để dành cho thứ tư, thứ năm nữa. Ví dụ mình học vừa phải á, thì mình giữ được cái động lực của mình nó đi lâu dài hơn. Còn kiểu mà một buổi mà mình học nhiều quá thì nó cũng rất là nhàm tai, đúng không? Rồi bây giờ An sẽ nói lại những cái nội dung mà tất cả chúng ta đã học trong cái buổi ngày hôm nay nha. Rồi thứ nhất là Trí An đã giới thiệu về các bộ phận của đàn dây rồi nè. Mình giới thiệu về cái bảng bấm rồi nè. Giới thiệu về con ngựa rồi nè. Giới thiệu về tên của các dây nè. Rồi bây giờ trả bài nè. Tất cả các bạn comment coi. Nhớ ba cái cách thuộc của dây nha. Dây son, rê. Ê chết bà. Tôi kêu mọi người comment mà sao tôi đọc kết quả luôn rồi. Thôi bây giờ em đọc kết quả luôn ha. Cho bản ghi lại thì người ta coi cái ghi lại nó cũng hay. Dây son, rê, la, mi. Cách gọi thứ nhất. Cách gọi thứ hai. Dây số 4, dây số 3, dây số 2, dây số 1. Đó. Cách gọi cuối cùng. G, D, A, E. Gia đình anh em đó mấy bạn. À, màn hình anh ngược rồi hả? À, thật ra là anh cố tình để ngược như vậy á, thì mọi người sẽ chung cái hướng với anh, đúng không? Ví dụ như mọi người thấy anh đang để đàn ở phía bên trái nè, mọi người cũng sẽ để đàn ở phía bên trái, đúng không? Đúng rồi, còn gì nữa. Đó, thật ra là cái màn hình ngược thì nó cũng sẽ nó đúng cái chiều của mọi người á. Nếu mọi người thấy An để bên đây á thì mọi người cũng sẽ để bên đây luôn, đúng bên đây luôn. Thì ví dụ như đây là bên, ví dụ như ở trên màn hình của mọi người nó vẫn là bên trái mà ha. À, nói chung màn hình cũng không có ngược lắm. Như vậy cũng ổn, cũng chậm vía đi. Ok. Rồi bây giờ phải quên, đang nói về những cái bộ phận của đàn. Đây là tăng đơ nhỉ? Tăng đơ, tăng đơ. Đây là cái đệm, miếng đệm ha. Đây là cái gối đàn nha. Và nhớ cái cách lắp ráp gối đàn của mình. Đó, nhớ cách lắp ráp gối đàn của mình. Đó, mình lắp như vậy nè. Luồn cái chân bên cái vành này trước. Ôi da trời đất ơi. Đó. Rồi sau đó cái luồn cái chân vô. Trời ơi, tôi làm vậy show cho mọi người hơi khó. Đó. Rồi. Làm sao cho cái phần lõm của mình nó khớp vô cái vai của mình nha. Cái phần lõm nó khớp vô cái vai của mình. Đó, nó ngay cái vai của mình. Và mọi người thấy nè, cái vị trí đặt á, nó cũng sẽ không có bị lố xuống vậy đâu, nhìn xấu quắc đúng không? Rồi nó cũng sẽ không bị, nó không được như vậy. Nó ngay đây thôi. Ok, ngay đây thôi nhá. Đó. À, sao comment gì? Em chơi violon xong rớt cái cổ luôn rồi anh, trời ơi. Như vậy là chắc là sai cách rồi. Em hãy tìm một giáo viên violon để hỗ trợ em. Ok. Rồi, đó là nội dung số 1 của mình. Cái cách cách đặt đàn của mình nữa. Rồi, cách đặt đàn nha. Đặt violon lên đùi nè. Đặt lên đùi. Rồi, tay trái cầm vào mặt đàn phía bên trái nè. Rồi mình đưa đàn lên theo chiều ngang, dần dần đặt vào cổ. Không cử động mặt nha. Không có... Bớt cái đầu lại. Cái đầu đứng yên giùm tôi. Rồi, đôi mắt nhìn thẳng, nhìn sâu vào trong màn hình điện thoại, nhìn thẳng vào hư không. Rồi, chúng ta sẽ dùng cái ngón tay phải. Thực ra không cần dùng đâu, bây giờ mình cơ bản thì mình dùng ha. Dùng ngón tay phải, mình nhẹ nhàng đưa cái cằm nhỏ bé xinh xinh của mình vào cái tựa cằm của mọi người nha. Đó,
là như vậy. Và khi mà cái tay trái của mọi người đặt lên cái đàn violon á, hãy nhớ cho nó thẳng nha, thẳng như vậy nha, như vậy là tay hư nha, thẳng ra đó, như vậy đúng nha. Ok. Ồ, quá đã luôn. Đó là nội dung thứ thứ hai của mình là cách đặt đàn nha. Nội dung thứ ba, review nội dung thứ ba. Trời ơi, tôi phải sorry, tôi đi lấy cái cũng muốn đi lấy cái vĩ của tôi. Yeah. Hướng dẫn lại cách cầm vĩ. Review cách cầm vĩ. Vĩ nè. Đó, ở đây. Ngón cái cong nè, ngón cái đưa lên. Đó. Ngón út nè, ngón út cong nè, ngón út cong nha, ngón út cong đặt lên đây. Đó, đưa lên, đưa qua theo chiều ngang nha. Và ngón trỏ nè, ngón trỏ cong nè, ngón trỏ cũng cong nè. Nó khóa phần này lại nè, đặt ở giữa cái, đây là có một cái phần màu sáng nè, mọi người đặt ở giữa nó. Đó, ôm vào ha. Rồi tất cả cái ngón giữa đặt vào đây. Ngón tròn đặt vào phần tròn này ha. Đó, và đây là form tay của mình nha, form tay của mình. Đó. À, thấy nó thẳng cái khớp này nè, thẳng cái khớp này rất là thẳng nha. Đó. Vậy là nội dung của chúng ta buổi hôm nay là xong rồi. Đó, tất cả nội dung của hôm nay. À, quên nhắc lại về cái vụ tập thể dục hồi nãy nữa ha. Vừa nãy là mình tập plank, với là mình tập giữ sách trên đầu ha. Nhớ là mình ưỡng cái ngực lên. Ưỡng cái ngực lên, mình đừng có để cái ngực nó như vậy. Chơi vô lòng mà cái cơ thể như vậy là nhìn là đã không thấy muốn chơi à. Ưỡng cái ngực lên. Đó. Để cái cổ của mình thẳng lên ha. Đó, vậy là xong những cái nội dung của ngày hôm nay. Yeah, rất là cảm ơn các bạn đã xem livestream nãy giờ, quá là đã luôn. Hôm nay tôi đã dạy, tôi nghĩ là tôi đã lố cái timeline của tôi một chút. Ôi trời đất ơi, bây giờ đã là 21:46, là một tiếng rồi đó. Chứ vui dự định là chỉ có 45 phút thôi. Ok, cho tôi uống miếng nước nha. Wow, một sự hồi sức. Bây giờ đến phần question and answer nha các bạn, Q&A. Mọi người có câu hỏi gì giao lưu, An sẽ giao lưu với mọi người trong vòng 10 phút nữa. Mình sẽ khép lại livestream của mình ngày hôm nay nha. Ok, câu hỏi đầu tiên đập vô mắt của Trí An là thứ tư anh live mấy giờ à? Thì cũng giống như hôm nay, An sẽ live vào lúc 20:45 nha. Và An sẽ bắt đầu vào lúc 20:40. Thì An sẽ chỉ những cái nội dung mà nó nâng cao hơn, nó nói chung là những nội dung tiếp theo của Valin về việc khởi động hình dung ha. Mình phải biết cách sử dụng cái tay phải của mình rất là kỹ nè. Nói chung là rất nhiều kiến thức các bạn. Ok. Anh ơi, em inbox anh chỉ em chỗ mua đàn nha. Ok luôn. Thì thật ra là có một chỗ mua đàn An sẽ luôn luôn rất là tự hào để giới thiệu, đó là Kayu Violin, gửi cho tất cả các bạn. Ok. Đàn anh mua bao nhiêu tiền vậy anh? An, đàn của An là xài 25 triệu nha. 25 triệu. Anh vừa nhảy vừa đàn được không? Đã từng. Anh có người yêu chưa? Trời đất ơi. Hiện tại chứ anh đang rất là vui vẻ với cuộc sống độc thân của mình. Beethoven Virus cần kỹ thuật arpeggio. Arpeggio nó cũng không gắn, không gọi là kỹ thuật đâu. Mà nó gọi là kiểu một cái chùm nốt á. Nó là một cái dạng, một cái chùm nốt. Thì đúng là cái bài Beethoven Virus là nó sẽ chạy một cái chùm nốt thật. Câu hỏi tiếp theo. Em định học cao đẳng nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, nhạc viện Hồ Chí Minh Constitute rồi. Liên thông anh nghĩ gì ạ? À? Thì mình cứ học thôi. Để, tại vì anh hiện anh An cũng là tự học á, nên là cũng không biết lời khuyên gì. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy là nó tốt thì ê, nói vậy nó có hơi kiểu nó không có cái điểm. Thì nói chung là cái quan điểm của anh là kiểu mình nếu nó là việc học á, thì mình cứ theo học thôi. Mình cứ học đi, học. Mình thấy có việc học thì mình cứ học. An cũng không có kinh nghiệm về việc mình sẽ thi vào nhạc viện như thế nào á, nên là cũng không có chia sẻ nhiều. Nhưng mà sẽ rất là khuyến khích các bạn đi học, vô lông đi học. Em đang dùng CD02, quá tốt luôn, cây đó ngon không em? Anh học đàn bao lâu rồi ạ? À? Chứ em học đàn được 8 năm rồi nha. Ui dồi ui. Kiểu những livestream trước An cũng có những cái câu hỏi này. Có nên vô câu lạc bộ âm nhạc của trường không anh? Nên chứ em.
Violin thì Trí An lúc đầu á, vào câu lạc bộ á, Trí An cũng tập được có 2 tháng rồi cũng cùi bắp. Nhưng mà khi mà mình vào câu lạc bộ âm nhạc của trường á, mình không chỉ là mình phải luyện tập violon của mình, nhưng mà mình cũng phải biết cách để mình phối hợp với những nhạc cụ khác, ví dụ như guitar hoặc là piano hoặc là ca trong nè. Thì đó sẽ là những cái nhạc cụ rất là phổ biến khi mà mình gặp ở các trường đại học. Thì mình cũng phải biết một số cái nhạc cụ khác, mình luyện cái musicality của mình, tức là cái khả năng cảm nhạc của mình á, tức là cái tư duy âm nhạc của mình qua các nhạc cụ khác. Cái đó là cái con đường mà Trí An đã theo á, tức là không chỉ theo một nhạc cụ mà theo rất là nhiều nhạc cụ để mình biết cách để mình chơi với ban nhạc và mình có nhiều trò hơn để làm với âm nhạc á. Ok, đọc câu hỏi tiếp theo. Chừng nào anh dễ bấm nốt vậy? Nếu kịp thì chắc là thứ năm tuần này á. Ê, nhưng mà An có thể thấy là mọi người rất là ham bấm nốt ha. Nhưng mà cái cơ bản nhất là cái cầm vị á, nó là một cái kỹ thuật rất là khó nha. Và thường là sẽ có những thầy cô sẽ hướng dẫn cách cầm vị rất là kỹ luôn. An cũng là một trong những người sẽ theo định hướng đó. Là cái tay phải của mọi người rất là khó nha. Đúng là mọi người sẽ ham chơi bấm nốt hơn thật, nhưng mà khuyến khích là mọi người tập cái tay phải kỹ vô cho chứ em. Dạ, đàn ổn cho người mới học lắm. Ồ, đúng rồi, cái đàn CD02 mà 02i mà em đã nói trước đó là cây đàn rất là ok ha. À, câu hỏi tiếp theo. Anh ơi, ở Hà Nội học ở đâu ạ? Ui giời ơi, tôi người Sài Gòn mà hỏi ở Hà Nội học ở đâu thì sao chứ em biết? em cũng không biết nữa. Nhưng mà nếu mà sau này em có biết thì em sẽ nói cho mọi người ha. Có bao giờ anh đi offline tại câu lạc bộ violin Hà Nội không anh? An cũng ra Hà Nội rất là ít đó, nên là cũng không biết offline bên ấy như thế nào. Anh ơi, theo anh thì trống khó hay dễ vậy anh? Trống hả? Trống... Trống nếu mà học thì anh thấy có vẻ là cũng dễ. Nhưng mà để mà thực chiến với trống là khó nha. Ví dụ như là Trí An có kinh nghiệm đi chơi band á, thì trống á là cái người quan trọng nhất và người chịu cái trách nhiệm cao nhất trong cái band luôn á. Nên là học trống thì nó sẽ khó về cái trách nhiệm và khó về cái kỹ năng, cái tư duy âm nhạc để có thể phối được, hợp được với band. Thì cái đó là khó nhất về trống, trống khó cái đó. Hôm nào anh về trường đi, em đang học cùng trường với anh. Ồ, em đang học cùng, có một bạn khán giả là học cùng trường Mạc Đỉnh Chi với anh. Anh cũng muốn về lắm, hy vọng là sẽ có dịp dịp là có thể về lại Mạc Đỉnh Chi ha. Anh ơi, làm sao vị ít bị chạy khi kéo? À, cái này là bạn đang nói về cái vị trí tiếp xúc nhỉ? Vị trí tiếp xúc thì cái đó là thông qua luyện tập và buổi livestream thứ tư An sẽ có giải thích ha. Thì đó là mình phải luyện tập mà luyện tập chuyên sâu từng cái phần của vị, ví dụ như vị dưới nè. Luyện lập để ổn định vị trí tiếp xúc nè, vị trí tiếp xúc đó là vị trí giữa vĩ và dây đàn á. Tức là ý em là bị trượt là nó bị vậy nè. Nhưng mà mình tập violon á, cái đó là cái cũng phải tập luôn. Mình tập từng phần của cái violon, tập ổn định nó. Rồi tập phần vĩ trên và tập phần vĩ giữa. Thì dần dần mình sẽ ổn định cái vị trí tiếp xúc của mình hơn. Cầm vĩ em cầm được lâu rồi, nhưng mà hy vọng là bạn cầm vĩ đúng nha. Chụp hình gửi cho chị An coi coi bạn cầm vĩ đúng không. Cầm vĩ là một chuyện, nhưng mà khi mà bạn cầm vĩ được và mấy cái bạn đưa cây vĩ lên cây đàn, nó lại là một chuyện khác nữa nha. Ok, ví dụ như mấy bạn mà kiểu tư thế mà kiểu không biết đúng hay sai ấy, thì inbox cho chị An. Thì chị An sẽ không hứa là sẽ inbox được cho hết tất cả mọi người, nhưng mà chắc chắn là sẽ in, chắc chắn sẽ trả lời là ít nhất cũng sẽ là 5 bạn á. Ít nhất cũng sẽ là 5 bạn nha. Anh học tầm bao lâu thì bắt đầu học rung vậy? Thì học rung là kỹ thuật là An, riêng An là tự học. Không biết á, thì hồi đó An học tới tháng thứ 6 là An tập rung rồi. Nhưng mà để ví dụ như An thấy á, là mình tập rung á, nhưng mà tới năm thứ 7 An đi học thầy là thầy chỉ cách rung đúng lại á. Nên là tự học rung là chắc chắn sẽ không đúng đâu. Phải đi học giáo viên, rung thì phải đi học giáo viên nha. Bản nhạc hoàn chỉnh đầu tiên mà anh học là gì vậy anh? Anh cũng không nhớ nữa, chắc là Twinkle Little Star á. Ok, vậy An nghĩ là đó cũng là cái câu giao lưu cuối cùng mà
An trả lời trong buổi livestream ngày hôm nay. An cảm thấy rất là vui bởi vì buổi đầu tiên là cũng có rất là nhiều bạn đến xem livestream trực tiếp, và hy vọng những buổi sau mọi người sẽ cùng đến nhiều nữa, bởi vì nó sẽ còn rất là nhiều nội dung hay mà đang chờ đón bạn luôn. Và rất là cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Và xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye. Bye bye.